Thưa quý vị và các bạn, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, những năm qua với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Linh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với các đoàn thể hướng dẫn nhân dân tự giác lựa chọn những việc làm tham gia xây dựng nông thôn mới phù hợp với đặc điểm của từng gia đình và khu dân cư. Trong chuyên mục Vĩnh Linh lũy thép lũy hoa hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Về xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh dịp này, khí thế làm nông thôn mới của người dân vẫn nhộn nhịp, mặc dù Vĩnh Thủy là một trong ba xã đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị quyết định công nhận về đích nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Quảng Trị. Với động lực được công nhận về đích bằng nội lực của người dân là chính, và đặc biệt với mong muốn tạo một không gian nông thôn mới, khang trang, đẹp mắt, nên cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương đang tiếp tục kêu gọi, vận động nhân dân nâng cao các tiêu chí để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Để có được kết quả và khí thế này, không thể không nói đến vai trò, sự đóng góp của Mặt trận Tổ quốc. Hiện nay trên cái lộ trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì chúng tôi cũng là phải tiếp tục để cho phấn đấu để cùng với cái bà con nông xã nhà đạt cái tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2019. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã đã làm cho người dân hiểu lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới và khơi dậy sự đồng thuận của bà con trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới thông qua việc tuyên truyền, những câu khẩu hiệu, lời kêu gọi đến tận từng gia đình. Cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với trưởng ban công tác mặt trận trực tiếp đến từng hộ dân, vận động nhân dân hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn để đẹp nhà, đẹp làng. Gắn với đó, Mặt trận Tổ quốc cũng phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng tiêu chí nhà sạch, vườn đẹp, triển khai xây dựng vườn mẫu, tuyến đường mẫu, trồng hoa, xây dựng các hồ rác di động, đảm bảo vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc xã cũng tham gia tích cực vào việc hoàn thành tiêu chí giảm nghèo, nâng cao chất lượng văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự trong từng khu dân cư. Mặt trận chúng tôi cùng với đảng bộ chính quyền, vận động nhân dân thực hiện cái cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Thì thực hiện cái cuộc vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, thì Mặt trận đã tuyên truyền vận động người dân để rồi cùng với nhà nước để thực hiện được cái chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là trong cái công tác hiến đất, hiến cây, hiến công để là cùng với nhà nước để là làm các cái đường bê tông hóa giao thông nông thôn, cũng như là nhà văn hóa cộng đồng của thôn, và đặc biệt là trong cái việc chỉnh trang xây dựng nông thôn mới, các cái để đạt được các cái tiêu chí và nâng cao các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Quá trình tổ chức thực hiện việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của xã Vĩnh Thủy, thì chúng tôi nhận thấy là vai trò của mặt trận là đóng cái vai trò hết sức quan trọng trong cái quá trình tổ chức thực hiện 19 tiêu chí. Và vấn đề này nó thể hiện rất rõ ở trên tất cả các cái lĩnh vực trong cái xây dựng nông thôn mới. Trước hết là mặt trận cũng tuyên truyền vận động nhân dân và thực sự là cái chủ thể để rồi cho nhân dân nhận thức được các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong cái xây dựng nông thôn mới, để nhân dân biết và nhân dân hiểu để rồi tổ chức thực hiện. Còn trong cái lĩnh vực phát triển kinh tế thì mặt trận cũng là vai trò hết sức quan trọng để rồi tuyên truyền vận động nhân dân, và nhân dân cũng là thực sự là cái chủ thể để rồi cùng trao đổi, cùng bàn bạc để lựa chọn các cái phương thức sản xuất, hình thức là kinh doanh dịch vụ, và người dân cũng là trực tiếp để rồi mà tổ chức thực hiện xây dựng lên các cái mô hình phát triển về kinh tế. Với vai trò chủ trì triển khai cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên cơ sở thực tiễn của địa phương, Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở đã lựa chọn từng nội dung để tác động vào chương trình nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc huyện và xã cùng tập trung huy động nguồn đóng góp vào quỹ vì người nghèo và lựa chọn nội dung hỗ trợ người nghèo thông qua chương trình hỗ trợ bò, làm nhà đại đoàn kết, hỗ trợ người nghèo chữa bệnh, con em người nghèo học tập. Bình quân mỗi năm có trên dưới 50 hộ được hỗ trợ mua bò sinh sản, làm nhà đại đoàn kết, 30 hộ được hỗ trợ từ 40 đến 50 triệu đồng làm nhà, hỗ trợ phát triển kinh tế vườn đồi, lợn, gà giống, chăn nuôi. Chương trình xây dựng nông thôn mới với một yêu cầu phát triển tổng thể về kinh tế xã hội, an ninh, trật tự và xây dựng hệ thống chính trị ở vùng nông thôn,
Nhân dân là chủ thể chính trong xây dựng nông thôn mới và Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Linh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc ở mỗi cấp trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đều lựa chọn mô hình, nội dung cụ thể để vận động hoặc kêu gọi, tranh thủ sự phối hợp của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp để triển khai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Linh, trong chuyên mục Vĩnh Linh lụy thép lụy hoa hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Văn Phong, trưởng ban dân vận huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Linh. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Vâng, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình hôm nay của chúng tôi ạ. Vâng, thưa ông có thể cho biết cái công tác chuẩn bị để Đại hội Mặt trận huyện trong thời gian tới như thế nào ạ? Đến nay thì công tác chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Linh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2019-2024 đã cơ bản hoàn tất. Về nội dung, chúng tôi đã hoàn chỉnh báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và là báo cáo góp ý vào các văn kiện của đại hội cấp trên và sửa đổi bổ sung điều lệ Mặt trận Việt Nam. Về công tác nhân sự, trên cơ sở quy định của cấp trên, chúng tôi đã xây dựng đề án về nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 để đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đủ số lượng và cơ cấu thành phần chuẩn bị trình đại hội hiệp thương thống nhất bầu cử. Về công tác tuyên truyền để Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 16 thực sự là một sự kiện chính trị quan trọng, chúng tôi đã triển khai làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, đặc biệt là đã đưa tất cả các thông tin trên mạng thông tin đại chúng và với phương châm là hướng về cơ sở. Thưa ông, nhiệm kỳ qua Ủy ban Mặt trận huyện Vĩnh Linh đạt được rất nhiều kết quả. Vậy thì xin ông cho biết một vài kết quả nổi bật ạ. Phải nói nhiệm kỳ qua thì Mặt trận huyện Vĩnh Linh đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Nhưng phải nói đến một số cái lĩnh vực nổi bật, đó là Mặt trận Vĩnh Linh đã thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Đây là một cuộc vận động rộng rãi, được nhân dân đồng tình ủng hộ cao, và nhiều người dân đã tình nguyện hiến đất, hiến cây, hiến công, hiến của để xây dựng nông thôn mới, tạo nên một cái khí thế xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Vĩnh Linh. Đến nay trên địa bàn huyện đã có 15/19 xã đạt tiêu chí đạt chuẩn về nông thôn mới, chiếm khoảng 35,7% số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong toàn tỉnh. Thưa ông, xin ông cho biết một vài phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong cái nhiệm kỳ tới của Ủy ban Mặt trận huyện ạ. Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và khắc phục những hạn chế thiếu sót của nhiệm kỳ vừa qua, thì nhiệm kỳ tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Linh sẽ trên cơ sở nắm chương trình công tác trọng tâm của Mặt trận các cấp đã đề ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tập trung thực hiện tốt một số cái nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất là tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo một sự đồng thuận cao trong nhân dân, tạo sự thống nhất đoàn kết để thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương. Thứ hai là tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Thứ ba là tiếp tục thực hiện và tham gia tích cực, Mặt trận tham gia tích cực vào việc là xây dựng Đảng, xây dựng cùng chính quyền vững mạnh. Và thứ tư là tiếp tục củng cố bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Mặt trận, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm đưa Mặt trận đáp ứng với vai trò nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Vậy ông có cái kỳ vọng gì vào Đại hội Mặt trận lần này ạ?
Đại hội Mặt trận lần thứ 16, nhiệm kỳ 2019, kỳ vọng là sẽ một cái sự kiện chính trị quan trọng của huyện nhà. Và đây là một sự kiện quan trọng để nhằm đánh giá lại kết quả 5 năm thực hiện của công tác mặt trận trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, hy vọng sẽ đề ra được những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ để thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Vâng, xin cảm ơn ông. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Vĩnh Linh lũy thép lũy hoa tuần này. Quý vị và các bạn có thể xem lại chuyên mục này trên trang web quangtritv.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.